Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới sắp xuất hiện trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các trang thông tin dự báo khí tượng thủy văn quốc tế, kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Anh và của Mỹ GFS cho biết, hiện nay trên Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động mạnh. Vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,6 đến 13,7 độ Vĩ Bắc, 123,5 đến 124,5 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo từ ngày 17 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, lao thẳng vào khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Tại đây, vị trí cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp này, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Trở lại thời tiết trong đất liền, thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5.000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 15 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 200mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Riêng khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 15 tháng 8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết khu vực Trung Bộ, trưa nay ở Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục từ 23 đến 25 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Cảnh báo khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cháy rừng tại các tỉnh Trung Bộ nên bà con ở những khu vực này cần hết sức chú ý. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ thì từ 32 đến 35 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía đông bắc bộ, có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, riêng Bình Thuận là 31 đến 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây để hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.